Xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay có khoảng 3 tiếng nữa ở bên Virginia, còn chắc khoảng là 4 tiếng nữa ở bên Texas là chúng ta đã bước vào năm mới. Con thấy năm cũ đã qua, năm mới sắp tới rồi, cũng có những chuyện vui và cũng có những chuyện rất là buồn. Nhưng mà mình cũng phải qua, phải không quý vị? Dạ, mình cũng phải ráng qua. Bây giờ chị con là Nguyễn Trang, cũng ở ở dưới North Carolina, ở bên nhà của mẹ, và người thân cũng có người bị bệnh rất là nặng, thành ra trong gia đình cũng không có được vui lắm. Dạ, năm mới con kính kính chúc và cả nhà, cả đạo tràng có những cái điều tốt đẹp, và những cái chuyện gì nếu mà không may đến cho mình thì mình cũng biết đó là những cái quả thôi, là mình cũng phải ráng mà qua. Còn những cái chuyện gì mà tốt đẹp thì mình cũng cũng biết nó là của mình, và mỗi một cái niệm thiện của mình nó là sẽ là không mong lấy quả. Tuy là những cái nhân tuy là nhỏ nhưng mà cũng rất là quan trọng để cho hướng tới đạo quả giải thoát. Dạ con xin chúc mọi người, mỗi cái sát na, mỗi cái suy nghĩ đều có chánh niệm và đều có thiện, một chút cũng được, không cần nhiều, miễn là mỗi mỗi đều có hết là mừng rồi. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh vừa mới vào đạo tràng. Dạ hôm nay con không có thấy cô Dự Đạt vô, không có biết là Christina có thể thỉnh pháp sư. Em thỉnh pháp sư xong rồi Minh Như sẽ đọc bài. Christina nếu được thì giơ tay, em thỉnh bằng tiếng Việt cũng được nha Christina. Xin mời bàn tay của Christina ạ. Sa thú em. Dạ Minh Như xin nhường mic lại cho Christina. Tôi thăm chào sư Nguyên Thông, sư Thanh Tâm và sư Pháp Thanh. Chị ơi, em đang lái xe, em không có cuốn kinh ở đây. Chị Sa thú em. Dạ Nguyên Như xin đọc bản tiếng Việt tóm tắt trước khi Nguyên Như đọc bản chánh kinh ạ. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Ơi, kính lễ tỳ kheo Pháp Thanh, kính chào đạo tràng. Nguyên Như ơi, Nguyên Như rớt mic rồi. Như cầm mic lại nha. Không biết Nguyên Như có nghe không biết nữa. Đây là kính thỉnh tỳ kheo Pháp Thanh cầm mic một tí đi rồi Nguyên Như đến nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Hôm nay thì một số nơi thì đã bước qua
cái năm 2020, và còn một số thì cũng chuẩn bị để đón chào năm mới. Thì cũng xin kính chúc Chư Tôn Đức Pháp Thể Khang An, và kính chúc tất cả quý Phật tử được nhiều sức khỏe, an vui, tu học tiến bộ, và cầu mong là gia đình quý vị luôn được an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì sẽ mời Quý Như lên đọc cái phần chánh kinh Ngạ Quỷ Sự bài thứ 12. Và không biết là Quý Như có trả lại chưa, đọc phần chánh kinh và sau đó thì sẽ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, nguyên như con xin kính sám hối với đạo tràng, con bị rất mất lạc. Dạ, con xin đọc lại bài thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka Thibbati Saham Bati Katanchali Anthivarang Ajaya Jatha Santi Tassa Tất Barajak Khacha Tika Đề Sê Tú Thầm Mằng Anu Cầm Bí Mằng Bá Chàng Sách Thầm Má Phê Rình Quý Nhá Dành Chá Cà Dằng Suốt Tành Chá Bành Thằng Á Phí Thầm Má Chầm Mằng À Cô Ta Dành Tổ Chá Tú Sách Chá Đành Đằng Bắp Bộ Thá Nì Dề Bá Rí Xà Giá Mách Chề. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả người chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối nay cầu được trí tri vẹn toàn. Và con xin đọc bản chánh kinh của Ngạ Quỷ Sự câu chuyện số 12, chuyện con rắn Uraga. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trề Tá Quá Ná Kỳ Viên. Thuở ấy, tại Xa Quách Thí Xá Vệ, tương truyền có con trai một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đắm mình vào nỗi sầu khổ khóc than, không bước ra ngoài, vì ấy không thể làm gì được nên chỉ ở trong nhà. Lúc ấy, bậc đạo sư vừa xuất định đại bi từ sáng sớm, đang quán sát cõi trần với Phật nhãn. Sau khi thấy người đệ tử tại gia kia, Ngài cầm y bát và đến đứng ngay tại cửa nhà vị ấy. Vị đại đệ tử ấy vội đi ra tiếp đón Ngài, đỡ lấy bình bát và mời Ngài vào trong. Đức Thế Tôn nói với vị ấy, này cư sĩ, sao ông có vẻ mang nặng sầu tư? Vị ấy đáp, bạch Đức Thế Tôn, quả thật con trai yêu quý của con vừa qua đời, nên con mang nặng sầu tư. Sau đó Đức Thế Tôn bật ly sầu, kể cho vị ấy nghe chuyện tiền thân con rắn, Kinh Bổn Sanh số 354. Thuở xưa trong quốc độ Ca Xí ở Ba La Nại, có một gia đình Bà La Môn được mệnh danh Thầm Má Pá Lá, có nghĩa là hộ pháp. Trong nhà này, vị Bà La Môn, bà vợ, con trai, con gái, con dâu, nữ tỳ, tất cả mọi người đều hân hoan, thích thú hướng tâm niệm về cái chết. Bất cứ ai rời khỏi nhà đều nói cho những người khác biết và ra đi không hề bị ai để ý gì cả. Rồi một hôm, vị Bà La Môn cùng con trai va đồng và cày ruộng, trong khi
Cậu trai nhóm lửa để sấy khô cây cỏ, tức thì một con rắn hổ mung sợ hãi bò ra khỏi lỗ cây và cắn cậu trai vị Bà La Môn, cậu Từ Trần và hóa sanh làm sắc cá thiên chủ. Còn vị Bà La Môn sau khi tắm rửa thật sạch sẽ và thoa dầu thơm cho mình xong, được đám người hộ tống vây quanh, vị ấy đặt thi thể con lên giàn hỏa và châm lửa, giống như thể vị ấy đang đốt một đống củi vậy. Vị ấy cứ đứng đó, không sầu não và cũng chẳng tự hành hạ mình sau khi đã chú tâm vào niệm vô thường. Bây giờ, con trai vị Bà La Môn đã hóa sanh làm sắc cá, thiên chủ, chính là Bồ Tát. Sau khi suy xét thiện nghiệp đã làm ở kiếp trước và đầy lòng thương xót cha, Ngài cùng quyến thuộc, Ngài liền đến chỗ ấy, giả dạng một Bà La Môn. Khi Ngài thấy mọi người không than khóc liền bảo, này, chư vị đang nước thịt súc vật à, cho ta một ít, ta đang đói đây. Này Bà La Môn, không phải là con vật đâu, con người đấy. Bồ Tát hỏi, thế đó là kẻ thù của chư vị chăng? Người cha đáp, chẳng phải kẻ thù đâu, mà là đứa con được bảo dưỡng trong lòng chúng tôi đấy. Chính đứa con trai yêu quý, đầy đủ các đức tính ưu tú của chúng tôi đấy. Bồ Tát lại hỏi, thế tại sao ông không khóc con? Vị Bà La Môn đáp, như con rắn trút bỏ gia tàn, đạt đến trưởng thành chính bản thân, cũng vậy khi thân không hưởng lạc, đúng thời người chết phải từ trần. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên tôi chẳng hề than khóc, nó đã đi theo đúng bước đường. Sau đó sắc cá thiên chủ hỏi bà mẹ, bà ơi, người chết ấy là gì của bà? Bà đáp, thưa ngài, tôi đã cưu mang nó 10 tháng trong bụng, tôi cho nó bú mớm, tôi dẫn dắt tay chân nó là con trai tôi đã khôn lớn rồi. Thiên chủ hỏi, cho dù cha là đàn ông thường không khóc, chứ lòng mẹ chắc chắn là mềm yếu, tại sao bà không khóc? Nghe vậy bà đáp, không gọi từ đâu nó đến đây, chẳng ai cho phép nó đi ngay. Nó đi, nó đến đều như vậy, sao phải khóc than nó trốn này? Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng, họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên tôi chẳng hề than khóc, nó đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài hỏi người chị, này cô, người ấy là gì của cô? Thưa ngài, đó là anh trai của con. Này cô, chị em gái thường rất yêu mến anh em trai, tại sao cô không khóc? Cô chị giải thích, nếu con khóc, sẽ phải gầy mòn, bù đắp có gì trả lại con, còn phát sinh ra nhiều bất lợi cho bà con quyến thuộc thân bằng. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài lại hỏi người quả phụ, người đó là gì đối với chị? Thưa ngài, đó là chồng của con. Này chị, các người vợ thường rất yêu thương chồng mình, tại sao khóc? Nàng liền giải thích, giống như đứa trẻ nọ kêu than khi mặt trăng kia cứ lặn dần, làm chính việc này đâu có khác. Người nào thương khóc kẻ từ trần, kẻ bị thiêu hiểu biết rằng họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Sau đó, ngài lại hỏi cô nữ tỳ, này cô, người ấy là gì của cô? Thưa ngài, đó là cậu chủ con. Nếu vậy, chắc có lẽ cậu ấy đã đánh đập cô và cô sắp làm quản gia rồi, bởi thế cô không than khóc và suy nghĩ, tôi rất sung sướng được thoát khỏi người đã chết này. Nữ tỳ đáp, thưa ngài, xin đừng nói như vậy với con, điều ấy không đúng. Cậu chủ nhà đối với con đầy kiên nhẫn, thân ái, ân cần, cư xử đúng mực, chân chánh, như một thanh niên trưởng thành được nuôi dạy chu đáo. Thế tại sao cô không khóc? Nàng đáp, giống như trường hợp Bà La Môn, có một chiếc bình đã vỡ toang, không thể phục hồi, và cũng vậy, hoài công thương khóc kẻ từ trần. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng, họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương, cho nên con chẳng hề than khóc, kẻ đã đi theo đúng bước đường. Khi sắc cá thiên chủ đã nghe pháp thoại của cả nhà ấy xong, ngài hân hoan nói, chư vị đã chân chánh tu tập niệm chết, từ đây về sau, chư vị không cần cày bừa lao động gì nữa cả.
ngài liền hóa hiện ra bảy thứ báu vật tràn đầy nhà họ và khuyên nhủ với họ những lời này: hãy chuyên tâm bố thí, hành trì ngũ giới và giữ ngày trai giới, hay ngài Bồ Tát. Sau đó ngài xuất nguyên hình trước mặt họ và trở về cõi của ngài. Còn vị Bà La Môn và gia đình luôn bố thí, thực hành mọi thiện sự khác, và sau khi sống đời trường thọ liền được tái sanh lên thiên giới. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Như đã đọc cái phần chánh kinh. Thì cái phần chánh kinh ngày hôm nay thì cái câu chuyện nó rất là rõ ràng. Thì quý vị thấy rằng cái đây là cái chuyện tiền thân của Bồ Tát. Thì lúc đó Bồ Tát là một cái người con trai ở trong cái gia đình của vị Bà La Môn. Có cái truyền thống là luôn luôn hay quán tưởng về cái sự chết. Do đó mà khi mà Bồ Tát bị con rắn cắn, kết thúc cái đời sống, nhưng mà mỗi người đều giữ cái tâm rất là bình thản. Thì thường thường ở trong đời sống, khi mà có một cái người thân quyến kết thúc cái thọ mạng, thì những người trong gia quyến hay khóc lóc, uất ức, thương tiếc cho cái người mà quá vãng. Thì khi mà chúng ta khóc lóc thương tiếc thì nó do những cái nguyên nhân là gì? Si mê hay là vô minh, rồi do cái tâm mà liếng ái, thương mến và quý mến người đó. Thành ra đó, từ cái vô minh, si mê, sanh ra thương mến. Chính vì cái vô minh tham ái cho nên là sinh ra sầu muộn khổ đau. Khi mà chúng ta biết nhờ cái sự tu tập có trí tuệ, chúng ta biết trong nhiều bài kinh thì Đức Phật cũng đã nói cái thân này giống như là cái đồ gốm, nó dễ bị vỡ tan. Cái thân này giống như những cái bọt nước, nó nhanh chóng xuất hiện và rồi tan vỡ đi nha. Bằng nhiều cái hình ảnh, nhiều cái ẩn dụ mà Đức Phật đã dạy là để chúng ta quán tưởng về sự chết. Trong nhiều bài kinh thì Đức Phật cũng hay nhắc nhở chư tỳ khưu là phải thường xuyên quán tưởng về cái sự chết. Chúng ta có thể chết trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi nằm, trong khi ăn, trong bất cứ một cái hoài nghi nào, trong bất cứ thời điểm nào, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối chẳng hạn. Thành ra đó, khi mà chúng ta thường xuyên quán tưởng về cái sự chết thì cái tâm của chúng ta khi mà đối diện với cái thực tại, đến lúc mà cái cận tử nghiệp nó đến, cái gì? Thọ mạng kết thúc
để chuyển đến một cái đời sống mới, thì chúng ta ra đi với cái tâm không hốt hoảng, không sợ hãi. Thì hôm nay là cái một cái ngày đầu năm của năm 2020, à thì quý vị thấy rằng á, những cái ngày mà đầu năm đó, người ta theo cái thông thường ở thế gian thì người ta rất là sợ, người ta rất là kiêng kỵ về cái vấn đề mà nói về vấn đề mà chết chóc. À, nhưng mà sự thật ra đó, không phải là khi mà chúng ta kiêng kỵ, chúng ta sợ, chúng ta tránh né, chúng ta không dám nói mà cái vấn đề này nó không xảy ra. À, cái vấn đề này là một cái lẽ tất nhiên, một cái quy luật bất di bất dịch của tất cả chúng sanh, không riêng gì đối với nhân loại mà đối với tất cả, từ loài súc sanh, ngạ quỷ, Atula, cho đến các cái vị chư thiên ở cõi trời dục giới hay là sắc giới, cho đến tận những cái cõi trời vô sắc, cho đến các cái bậc thánh nhân, từ bậc thánh hữu học cho đến bậc thánh A-la-hán, mà đến tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác, tất cả đều có cái tuổi thọ tùy theo duyên nghiệp của mỗi vị, cái tuổi thọ dài hoặc ngắn. Rồi dù cho cái tuổi thọ nó cao đến mức nào, rồi nó cũng đến cái lúc mà phải kết thúc cái thọ mạng. Cho nên là những cái người phàm nhân không hiểu biết thì người ta hay sợ, người ta không có dám mà đối diện với cái thực tại, người ta kiêng tránh nói đến cái sự chết. Nhưng mà Đức Phật nói á, những người mà thường xuyên hay quán tưởng về sự chết thì những người đó sẽ không chết. Chúng ta hiểu cái ý của Đức Phật ở đây đó, không phải là cái người này là không kết thúc cái thọ mạng, nhưng mà người đó kết thúc như thế nào, tất cả rồi cũng sẽ đi đến cái điểm tận cùng của một cái đời sống hiện tại. Nhưng mà mỗi người kết thúc nó như thế nào, nếu mà cái người mà có sự tu tập quán tưởng thì sẽ thấy rằng cái chuyện này là cái chuyện đương nhiên, cái chuyện đương nhiên, quy luật ai cũng phải đi đến cái điểm tận cùng để kết thúc cái đời sống hiện tại, đi đến những cái kiếp sống tương lai, đi ra đi trong an tịnh, không sợ hãi. Còn nếu mà cái người mà không có sự tu tập, cái người tham luyến vào cái thân ngũ quẩn, hay là hoặc là bám níu vào thân bằng quyến thuộc, bám níu vào tài sản ở thế gian, thì cái người này đó kết thúc cái thọ mạng trong sợ hãi, lo âu, hay là do cái tâm ái luyến chấp thủ bám níu. Thì mà cái người mà ra đi với cái tâm quân bình thản, thì sẽ đi đến những cái cảnh giới an vui nhờ sự nỗ lực tu tập, nhờ sự hiểu biết về cái định lực của tàn tướng,
giống như con rắn khi mà nó già thì nó phải phải cổi bỏ, phải lột bỏ cái xác của nó để nó phát triển, nó trưởng thành nè. Hay là quý vị thấy trong đời sống có rất nhiều những cái chủng loại như là con tôm, con cua, nó cũng phải cởi bỏ, nó lột cái xác cũ nó bỏ đi thì nó mới phát triển được cái thần mới của nó. Thì chúng ta cũng phải như vậy, kết thúc một cái thọ mạng, chúng ta rũ bỏ cái ngũ uẩn này, rồi tùy theo cái duyên nghiệp chúng ta đi tái sanh về những cảnh giới mới. Nếu chúng sanh đã tạo trữ những cái công đức phước báo tốt đẹp thì sẽ có được một cái dung sắc tốt đẹp, đi đến những cái cảnh giới an vui tốt tươi. Còn nếu là những chúng sanh không có hiểu biết, không có sự tu tập, không có gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp mà tạo những cái nhân bất thiện, gây nhiều cái nhân xấu, thì sao sẽ đi đến những cái cảnh giới không tốt đẹp, có những cái thân sắc đáng ghê sợ. Cho nên là cái không chết ở đây đó là cái người này ra đi với cái tâm bình thản, đi đến những cái cảnh giới an vui tốt đẹp, và chính đây là cái điều kiện cái chủng tử, cái nhân để chúng tiếp tục tu tập chúng ta đi đến những cảnh giới tương đối an vui, rồi có những cái điều kiện sống tốt đẹp để chúng ta tiếp tục nỗ lực tu tập. Còn đối với những người chểnh mảng dễ vui, rồi chạy theo trần cảnh bên ngoài, không có sự hiểu biết cho nên những người này chấp thủ bám níu với cái tâm hốt hoảng sợ hãi thì dẫn đến những cảnh giới thấp thỏi khổ đau cho nên là những chúng sanh này khi mà rơi vào khổ cảnh thì hoàn toàn không có điều kiện để tu tập, không có điều kiện dung bồi các cái thiện sự phát triển trí tuệ. Thì mặc dù chúng sanh đó dù là đang còn sống ở trong những cái khổ cảnh đó thì khổ đau khốc liệt thì ví như là mặc dù những người mà còn sống còn hơi thở nhưng mà tạo đầy những cái ác nghiệp thì dù có sống thì cũng như chết cái người đó sống mà không đem đến cái lợi ích cho bản thân, cũng không đem đến một cái lợi ích gì cho những thành ra Đức Phật ví những người mà sống buông lung phóng túng chạy theo trần cảnh, không hiểu biết, vô minh si mê, sống thụ hưởng cái vật chất thế gian, rồi tạo những cái nhân xấu, những cái ác nghiệp, thì cái người này đó dầu cho có sống kéo dài cái tuổi thọ trên thế gian này thì chỉ chồng chất thêm những cái bất thiện, những cái ác nghiệp mà thôi. Thì cái người này đó dầu có sống cũng như là chết rồi hay là quý vị thấy là bây giờ thì có những cái chúng sanh do cái duyên nghiệp, những người này đó họ bị những cái chứng bệnh tai biến, rồi họ sống nửa cái đời sống
thực vật. Và họ nằm đó mà không còn nói năng, không còn cử động, không còn làm được bất cứ một điều gì, thì cái người này nằm đó nhưng mà cũng đã chết rồi. Mặc dù còn hơi thở nhưng mà nó không có, không làm gì được, không nói năng gì được. Nè, đó, thành ra cái người mà không hiểu biết Phật pháp, không có thường xuyên quán tưởng về cái sự chết, sống một cái đời sống phóng túng, đời không hướng về những cái thiện sự, tạo đầy rẫy những cái bất thiện, những cái ác nghiệp, thì những người này đó, sống mà không có đem đến cái lợi ích cho bản thân, không đem đến lợi ích cho tất cả những người xung quanh, thì cái người đó sống một cuộc sống như là thừa thãi. Cái người này á, họ hiện diện ở trên cõi đời này cũng không có ích lợi gì cho ai. Mà khi mà họ ra đi á, cũng không ai buồn nhắc nhở tới. Cho nên những người đó, Đức Phật nói là họ sống cũng như là họ chết rồi. Còn những người sống biết tu tập, biết tạo những cái phước thiện, làm những việc lành, biết tu tập cho chính bản thân, rồi đem đến những cái lợi ích cho những người xung quanh, thì những người này đó họ không chết. Không chết ở đây á, không phải là không kết thúc tuổi thọ, nhưng họ đi đến những cảnh giới tốt đẹp, an vui, rồi dung bồi trí tuệ để tiếp tục trên cái con đường tu tập để hướng đến cái sự giải thoát. Đó là cái ý nghĩa, cái lời dạy của Đức Phật. Thành ra đó, đối với những cái thân bằng quyến thuộc, khi mà kết thúc cái thọ mạng, chúng ta nếu không hiểu biết, chúng ta khóc lóc, rồi uất ức ăn năn, thì cái người chết cũng đâu có hay biết gì. Lúc đó cái người chết là do cái duyên nghiệp người ta đã đi tục sanh vào một cái cảnh giới của người ta rồi. Mình bây giờ mình có buồn rầu, uất ức luyến tiếc ăn năn gì đó, cái người chết cũng không có biết được. Giống như cái xác của con rắn, sau khi mà nó đã lột xác con rắn, xác con cua ra, xác con tôm, khi mà nó đã lột, nó dứt bỏ cái vỏ, cái xác của nó rồi, thì bây giờ đó, mình có bầm to sắc nhỏ, nó cũng đâu có đau đớn, nó cũng đâu có kêu la gì. Lúc đó là giống như là cái vỏ cây, như là cây gỗ mà thôi. Thành ra đó, lúc đó mà mình buồn rầu, mình khóc than thì không có được lợi ích gì hết. Mà chúng ta biết, ví dụ như thân bằng quyến thuộc của mình qua đời, nếu mình thương tiếc thì mình nên tạo phước cúng dường rồi hồi hướng. Nếu mà chẳng may những cái thân bằng quyến thuộc này đang ở trong những cảnh giới khổ đau, người ta có thể thọ nhận được cái phước báo này, có thể tái sanh đến những cảnh giới an vui. Còn nếu mà những thân bằng quyến thuộc mà có cái phước duyên đã tái sanh về những cảnh giới tương đối tốt đẹp, an vui rồi, thì khi mà quý vị làm phước thì cái phước đó nó cũng là sẽ hỗ trợ cho quý vị để tăng trưởng thêm cái đời sống thiện thiện pháp mà thôi. Nó cũng không mất đi đâu. Cho nên á, là cách tốt nhất, mỗi ngày chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy để thường xuyên suy tưởng, niệm tưởng về sự chết. Để chi? Để chúng ta thấy cái chết nó luôn luôn nó cận kề bên mình. Rồi chúng ta chuẩn bị hành trang. Hành trang là gì? Chúng ta ráng cố gắng, nỗ lực
tạo thật nhiều cái thiện pháp, là trong điều kiện có thể học pháp, hành pháp, là thường xuyên giữ gìn các cái giới luật của mình được trọn vẹn tốt đẹp. Rồi những việc nào hết sức cần thiết đem đến lợi ích tốt nhất, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình thực hành. Những cái việc mà không cần thiết, những cái gì mà nó gây trở ngại cho cái trí tuệ, gây phiền não phát sanh, thì chúng ta nên gạt bỏ, để cái nội tâm của chúng ta được an ổn quân bình, để có sự cố gắng nỗ lực tu tập. Cho nên á, khi mà chúng ta thường xuyên suy niệm quán tưởng về sự chết, thì sẽ diệt trừ được cái tập đố ganh tị cống cao ngã mạn, gạt bỏ được tất cả những cái chướng ngại phiền não, để cái nội tâm được an ổn quân bình, sáng suốt, nỗ lực tu tập. Cho nên á, trong đời sống, khi mà chúng ta nhìn, chúng ta quán tưởng về sự chết, thì không phải là bi quan, mà chúng ta nhìn thẳng vào cái thực tế, cái chân tướng của vạn pháp. Còn những người mà họ sợ, họ không dám nhìn thẳng vào cái thực tế, cái chân tướng, họ né tránh, rồi sao họ cũng phải đi đến, tại vì cái tất cả vô thường nó không có chừa một ai, cái quy luật sanh lão bệnh tử là nó không từ nan, không chừa một chúng sanh nào ngoại lệ. Cho nên nó là dù bây giờ mình có sợ cái mấy, mình trốn ở đâu cũng không khỏi. Dù cho y học, khoa học tài giỏi đến đâu thì cũng không thể mà tránh được cái điểm tận cùng, sự chết khi mà nó đến. Cho nên chúng ta biết như vậy, chúng ta nhìn nó, chấp nhận nó và chuẩn bị để đón tiếp nó. Thành ra đó, trong cái câu này, như cái người vợ nói đó, khi mà chúng ta đi đến cái thế gian này, mở mắt chào đời, chúng ta cũng đâu có báo trước với ông cha bà mẹ, xin phép người ta để mình xuất hiện ở cái thế gian này, mình thụ thai vào thai bào, rồi mình khi mà mình ra đi đó, mình cũng đâu có xin phép đâu, không? Thành ra đó, đến đi là nó do duyên nghiệp. Khi mà dòng nghiệp báo, do những cái nhân tương ứng cộng nghiệp nha, rồi nhân duyên nó đưa đẩy chúng ta xuất hiện ở cái cõi đời này, xuất hiện ở trong cái gia đình này, trong cái dòng tộc này, rồi đến một lúc nào đó duyên hết thì sẽ ra đi theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Mỗi chúng sanh có cái duyên nghiệp riêng, không ai đi theo ai được. Thành ra chúng ta biết như vậy để mình ráng nỗ lực tu tập cho chính bản thân mình. Bây giờ á, dù cho thân bằng quyến thuộc của mình, mình có thương mến cách mấy, mình không thể nào bắt buộc người đó theo mình được, mà mình cũng không thể đi theo người đó, mặc dù là cái chế định, cái kiếp sống hiện tại này
À, mình là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con. Nếu mà mỗi chúng sanh có một cái nghiệp lực riêng, à, một cái biệt nghiệp, à, thành ra đó Đức Phật mới nói là ta đi với nghiệp của ta, à, chúng ta không thể đi theo ai được, nhưng mà cũng không ai đi theo mình được, à, cho nên mình biết như vậy để mình có sự quán tưởng thường xuyên, chấp nhận, à, để nỗ lực tu tập tạo trữ những cái công đức phước báo làm cái hành trang, và luôn luôn biết rằng, à, cái vé để đi đoàn tụ nó đã có sẵn rồi, chỉ cần nó lại nó gõ cửa nó gọi tên là mình phải phải lên đường. Cho nên là bây giờ đó, những cái gì mà mình mang theo, những cái hành trang nào đó mình sắp sẵn đi, hả, nó lại nó gõ cửa nó gọi tên là mình sẵn sàng bước ra đi theo cái duyên nghiệp. Thì như vậy á, mình đi trong cái sự an bình thanh thản. À, còn nếu mà chúng ta không có sự chuẩn bị thì khi mà nó lại nó gõ cửa nó gọi tên, à, lúc đó chúng ta mới hốt hoảng sợ hãi, à, lúc đó mình, à, chưa chuẩn bị cái này chưa chuẩn bị cái khác, à, thì lúc đó là mới khổ. À, còn nếu mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ có một cái ra đi nhưng mà trong cái trạng thái an ổn tốt đẹp, à, thì đó là cái, à, lời dạy của Đức Phật trong cái câu chuyện thứ 12 này, và với phước báo này thì cũng, à, xin, à, kính chúc chư tôn đức, à, một pháp thể ngang ngang, à, tinh tấn tu tập, à, cũng kính chúc, à, tất cả quý tu nữ và quý Phật tử, à, một đời sống, à, sức khỏe dồi dào, à, trí tuệ, à, sáng suốt, tu tập, à, học tập và tiến bộ và thực hành thật nhiều những cái thiện sự, à, trong đời sống, và cũng cầu mong tất cả, à, gia đình của quý vị, à, luôn luôn an vui hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử cùng nhau, à, thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. Và con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, sư có thể cầm mic được không bạch sư? Và sư có thể cho đạo tràng vài phút thiền tập bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Mô Phật, thay mặt lớp học thành kính, tri ân, sư Nguyên Thông, tri tri ân, tỳ kheo Pháp Thanh, kính chúc sư, một năm mới, dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành, sức khỏe dồi dào để tiếp tục, đến với lớp học, thường xuyên trong năm mới. À, kính chúc, đạo tràng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, nhất là tu hành tinh tấn mau đến nơi giải thoát. Thì, thưa quý vị, đầu năm thì ai cũng cầu mong cho mình và gia đình mình, được an vui, được hạnh phúc. Thì, suy nghĩ một mặt là, mình nguyện, nguyện cho mình, nguyện cho gia đình mình, được an vui hạnh phúc, nhưng
Đó là lời nguyện thôi. Lời nguyện nó sẽ giúp cho mình tinh tấn tu tập. Giống như mình nguyện nguyện đại tâm từ đó, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh, đó là lời nguyện. Nhưng nó giúp cho mình tinh tấn tức là sống sống làm sao để được được an vui hạnh phúc, là nó giúp cho mình nó thúc đẩy mình làm những điều thiện, làm những điều thiện, không làm những điều ác, luôn giữ tâm thanh tịnh. Đó là chư Phật dạy. Thì cái lời nguyện á, thật ra mình tu không phải mình mong muốn, mình mong cầu gì, kể cả mình mong cầu được được an vui, kể cả mình mong cầu mình được niết bàn thanh tịnh, không phải. Tại vì mong cầu đó là cái sự tham mà. Cho nên cái chuyện tu tập đó là cái gì đến mình biết nó đến, cái gì đi mình biết nó đi, các pháp tùy duyên nó sanh, các pháp tùy duyên nó diệt. Cái sự an tịnh nó có sẵn đó rồi, mình không cần phải mong cầu gì cả. Tại mình mong là mình tham rồi. Ví dụ giờ ngay đây, ngay bây giờ nè, ngay trong hiện tại nè, mà thân tâm mình nó ở nơi đây, nó ngồi mình biết nó đang ngồi, nó nhúc nhích mình biết nó nhúc nhích, ngồi nghe pháp mình biết nó đang nghe, cái gì nó đến thì biết nó đến, nó đi biết nó đi, chứ không phải mong cầu. Ví dụ ngồi đây mà mình mong mình đi qua Miến Điện mình tu, qua Tích Lan mình tu, qua Ấn Độ mình tu, thì qua cái nơi đó đó mình mới được an vui, mới được hạnh phúc. Cái điều đó không phải quý vị. Cái đó là cái sự mong cầu, cái đó là cái sự ham muốn. Còn nhà Phật dạy á, ngay ngay bây giờ ha, ngay bây giờ và nơi đây, hãy trọn vẹn trong hiện tại. Hãy trọn vẹn với những cái gì nó đang là. Khi mình đi mình phải trọn vẹn với lại cái từng bước đi. Mình ngồi mình biết mình trọn vẹn với cái mình đang ngồi đang là, cái tâm ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, không có chấp thủ. Thì cái người mà có chánh niệm như vậy đó, hay biết thân tâm của mình nó ở trong cái hiện tại đó, thì Đức Phật nói là cái người đó nó sẽ thấy được, thấy được cái sự bình an ngay trong hiện tại, chứ không phải ở đâu xa. Ở trong kinh có dạy, hình như trên bên 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 kinh Bắc Tông đó, nó có một câu cũng khá hay, rất là hay dễ nhớ, đó là tất cả hữu vi pháp, tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bọt sóng, như như bóng chớp, hãy quán chiếu như thế. Tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bèo bọt, như sương, như bóng chớp, hãy quán chiếu như thế. Các pháp nó luôn luôn thay đổi, nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt. Người có trí tuệ là phải quán như vậy, quán những gì nó đang xảy ra trong thân trong tâm mình, thấy nó là vô thường, nó là vô ngã. Thì ước mong năm mới quý Phật tử tu hành tinh tấn, có trí tuệ để sống an vui với lại cái chánh pháp. Cái điều này là cái điều rất là quan trọng. Để mình sống thiện lành, mình sống có chánh niệm tỉnh giác, thì ngay nơi đó tâm mình nó sẽ được hạnh phúc.
Ý nói cái hạnh phúc này là hạnh phúc chân thật đó, chứ không phải hạnh phúc mà nhờ nhờ có vật chất, nhờ có tiền tài danh lợi nữ sắc được như ý, cái đó mới là hạnh phúc. Cái đó không phải, cái đó là hạnh phúc của thế gian, đó là hạnh phúc của xúc động. Còn cái hạnh phúc của nhà Phật á là tâm không động không sầu vì các pháp thế gian. Tại vì pháp thế gian á là nó là như mộng, như huyễn, như bọt bèo, cái sanh nó diệt. Cho nên người biết như vậy đó, đừng có chấp thủ. Một năm mới phải từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả. Như Đức Phật á, Ngài có tứ vô lượng tâm, bởi vì Ngài hiểu được tất cả các pháp nó sanh nó diệt. Ở chúng sanh thì sanh diệt, mà ở trên sanh diệt là khổ. Cho nên Ngài thấy chúng sanh là sanh lão bệnh tử, Ngài có từ bi hỷ xả. Rồi, kính chúc quý vị một năm mới lúc nào cũng từ bi hỷ xả, an vui giải thoát. Thì bây giờ là 10 giờ 16 rồi, mời quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút nha. Đầu năm quý vị nguyện nguyện một năm mới được an vui. Vui khỏe thanh tao vui giải thoát. Rồi sau đó hành giả chánh niệm tỉnh giác 5 phút. 5 phút ngồi đã thấy biết thân tâm, chỉ thấy biết nó thôi, nhớ vậy. Thấy thân của mình, ví dụ thân mà nó nặng biết nó nặng, nặng nó nhẹ biết nó nhẹ, nó nóng biết nó nóng, lạnh biết nó lạnh, nó nhúc nhích chuyển động biết nhúc nhích, nó hít biết hít, thở biết thở, đơn giản vậy thôi. Này tâm mình, ý nghĩ mình nó sanh khởi, chỉ đơn thuần là hay biết, ý nghĩ sanh nó diệt. Nó vô ngã, cái vấn đề là phải vô ngã nha. Chúng sanh mình đau khổ đó, bởi vì mình có cái bản ngã. Rồi, mời quý vị chánh niệm tỉnh giác 5 phút ạ.
Mô Phật, kính chào đạo tràng, kính chào sư Nguyên Thông. Thì kính thưa quý vị, một năm cũ trôi qua, năm 2019. Đầu năm thì ai cũng cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nhưng bây giờ mình ngồi ngẫm lại một năm qua, quý vị thấy có thanh bình an lạc không? Bao nhiêu là khổ không, bao nhiêu là biến cố xảy ra ở bên châu Á, thì Biển Đông thì dậy sóng, rồi nhân quyền ở Trung Quốc, rồi Miến Điện thì xảy ra cái vụ người Bôn Da, rồi bên Iran, Iraq, Syria, ô chà, chiến tranh, rồi thiên tai bão lụt, năm nào cũng vậy quý vị. Đầu năm thì ai cũng cầu mong cho thế giới hòa bình, chúng sanh yên lạc, an lạc. Nhưng vô thường, khổ đau nó cứ xảy ra. May mắn cho chúng ta là có phước. Đức Phật dạy hạnh phúc thay, chúng ta sống an lành trong giữa những người sân si, phiền não. Thì nghĩ tới cái nghiệp mà cái sự thay đổi, ngẫm nghĩ tới cái nghiệp mình phải biết sợ, biết lo tu tập quý vị. Tại vì quý vị thấy không, có những người mà đi vô phước á, cái nghiệp nó đến á, đó như trong năm qua quý vị thấy biết bao nhiêu người chết vì thiên tai, chết vì bị bắn, chết vì tai nạn, ô ra đủ thứ chuyện, chết vì bệnh tật. Giờ đây mình còn ngồi ở đây, tức là mình có phước. Bây giờ muốn được trong tương lai hoặc là kiếp sau mình có phước nữa đó, thì mình phải tạo phước, ngay bây giờ phải tạo phước. Đức Phật nói đó, khi nào mình muốn biết cái nghiệp của mình ở kiếp trước của mình như thế nào thì mình coi cái hiện tại nè, hiện tại của mình có cơm ăn áo mặc, chỗ ở, có đời sống an bình, có gia đình, có người thân an vui với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đó là nhờ kiếp trước mình có làm nhiều cái thiện nghiệp. Bây giờ muốn biết kiếp sau của mình như thế nào á thì mình coi cái hiện tại, cái hiện tại của mình có làm những thiện sự hay không, có bố thí, có giữ giới, có tụng kinh niệm Phật, hành thiền hay không. Nếu có thì mình phải tinh tấn hơn, phải làm nhiều hơn nữa, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn làm những thiện sự và an vui đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Thì bây giờ là 10:26 rồi. Thỉnh tỳ kheo, thỉnh sư Nguyên Thông có vài lời với đạo tràng. Mời sư giơ tay ạ. Không thấy sư giơ tay thì một lần nữa thay mặt chư tôn đức tăng kính chúc quý vị và gia đình một năm mới an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát, nhất là chánh niệm tỉnh giác nha. Bây giờ mời Nguyên Như, mời Nguyên Như được không? Nguyên Như hồi hướng phước báo ạ. Trước khi Nguyên Như giơ tay, sư phúc chúc cho đạo tràng. Bá quá tu sắp mằng gá lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba bút đà nu ba quê nã sa đà xót thị ba quanh tu tệ Bá quá tu sắp ba mằng gá lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba đầm mà nu ba quê nã sa đà xót thị ba quanh tu tệ Bá quá tu sắp ba mằng gá lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba sang gà nu ba quê nã sa đà xót thị ba quanh tu tệ
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi. Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cái sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Rồi, mời Nguyên Như. Sa thú. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm. Dạ một lần nữa con cũng thay mặt cho chư vị Phật tử trong rừng, con kính chúc chư quý chư tăng và quý ni một năm mới tràn đầy những cái thiền pháp và một năm mới có những cái an lạc trong nội tâm và sớm tiến tới con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi chúng ta nghe pháp ạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng con được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư quý Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai. Và chúng ta sẽ được nhận được những hương vị pháp bảo của chư Tăng dành cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.